Trong một đêm giông bão trên vùng biển Somali nguy hiểm nhất thế giới, có một nhóm cướp biển man dợ đã bắt được hàng loạt con tin có thân phận vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến chính trị của thế giới. Biết được điều đó, bọn chúng đã bắt cóc họ, lợi dụng để tống tiền chính phủ với con số 300 triệu đô la Mỹ, thậm chí còn quay lại clip để tỏ ra sự hống hách không sợ trời sợ đất của mình. Nhưng bọn chúng lại không hề biết rằng, con thuyền mà chúng đang giam giữ con tin đã bị một biệt đội lính đánh thuê nhắm đến và bao vây xung quanh. Lúc mà tên thủ lĩnh cướp biển đang há mồm ra cười vì tưởng sẽ nhận được tiền, thì hàng loạt tia súng laser đã chĩa vào bọn chúng ngay từ bên trên tầng lầu. Lúc này thanh niên đần còn không biết rằng những tia laser này chính là phát súng giết chết bọn chúng, nên vẫn cứ tò mò nhìn tia laser chiếu vào người mình mà khoái. Sau đó hắn ta ngẩng lên hỏi đích danh đám người bên trên là ai, nhưng đội trưởng lính đánh thuê là Bernay lại vô cùng bình tĩnh: nếu bọn chúng còn chống đối thì cho cả lũ đắp chiếu tại chỗ luôn. Nhưng một thành viên trong đội lính đánh thuê là Gunner lại không nhịn được sự khiêu khích của tên thủ lĩnh cướp biển. Mặc kệ sự ngăn cản của Bernay, anh liên tục xả súng vào đám người cướp biển bên dưới. Không ngờ điều này lại châm ngòi cho một cuộc chiến vô cùng lớn. Thấy tình hình không ổn, Bernay liền ra lệnh cho đồng đội xả đạn khói xuống bên dưới, sau đó bắn vỡ hết tất cả các bóng đèn. Sau đó thì bọn họ đeo kính phản quang vào để xác định đối tượng. Bọn cướp biển không nhìn thấy phương hướng, chỉ đành đứng im chịu trận, chết như ngả dạ sau những phát xả đạn của đội quân lính đánh thuê. Trực diện tấn công, một trong những đám cướp biển đó làm liều, định cầm con dao chọc tiết con tin. Đội lính đánh thuê sợ bọn chúng làm liều, vì còn rất nhiều con tin đang chịu sự khống chế. Thế là Bernay và Chis đành dụ dỗ hòa giải nhẹ nhàng với bọn chúng, nhưng với tính cách ngỗ ngược lênh đênh cướp biển của chúng, thì dễ gì mà đồng ý, lại còn gào mồm lên chửi nữa. Con tin cũng sợ đái mẹ cả ra quần rồi. Thấy không thể thuyết phục được bọn mất não này, Bernay liền chủ động bằng phát súng đầu tiên, để đồng đội cùng nhau tấn công, bảo vệ con tin. Quả nhiên còn chưa đến 5 giây, tất cả bọn chúng đều đã đi vào giấc ngủ thiên thu. Cuối cùng nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành. Nhưng đúng vào lúc này Gunner lại đứng bên trên lầu, anh có ý định sẽ treo cổ tên cướp biển này để cảnh cáo những kẻ khác. Điều này đã khiến cho Bernay tức giận, nên đã ra lệnh bảo Gunner hãy dừng lại và không được làm như thế. Nhưng anh ta lại ngông cuồng chống lại đội trưởng của mình. Điều này khiến cho tất cả thành viên trong đội đều sững sờ. Thấy Gunner hành động thiếu suy nghĩ, Tiểu Lý liền lặng lẽ đi đến gần Gunner ngăn chặn lại hành động điên rồ của mình. Không ngờ Gunner với lợi thế cơ thể to khỏe hơn đã lật ngửa Tiểu Lý dí sát vào phía lan can đối diện. Nhưng đúng lúc này thì Bernay đã đứng ngay phía sau Gunner từ lâu và chĩa súng vào đầu anh ta, ra lệnh nếu không rút lại con dao trên cổ Tiểu Lý thì anh sẽ bắn vỡ sọ thằng báo đời này. Anh ta mới cất con dao đi. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, Chis nhanh chóng vui mừng đi đến nhà cô bạn gái. Không những thế, anh đã đem theo một chai rượu vang vô cùng đắt đỏ. Chis còn cẩn thận chuẩn bị cả nhẫn cầu hôn cho cô bạn gái. Nhưng không ngờ trong lúc Chis đang tràn trề hy vọng về mối quan hệ này, thì bỗng nhiên bên trong phát ra tiếng gọi của một thanh niên lạ mặt. Thế là rõ ràng luôn, không còn nghi ngờ gì nữa, Chis đã bị ẻm người yêu cắm sừng. Không những thế, hai người còn sống chung với nhau từ rất lâu rồi. Ẻm cố giải thích cho Chis hiểu là đó không phải bạn trai mới của cô mà chỉ là một thằng BD mà thôi, nên cả hai sống cùng nhau hoàn toàn không có chuyện gì. Chis tất nhiên là tin thế, éo nào được, nhìn thằng bồ mới của ẻm nó men lì thế kia cơ mà. Nói chung thì giờ chỉ còn cái nịt mà thôi. Còn bên này, nhờ phi vụ thành công giải cứu con tin lần trước mà Bernay gặp được một người bạn làm trung gian, đi đến gặp một người đàn ông ở nhà thờ và nhận nhiệm vụ mới. Tất nhiên là tiền công thì cũng không hề nhỏ. Ngay sau đó Bernay cũng đi đến nhà thờ, quả nhiên đã có một người đàn ông đầu bóng hơn đít nổi đang đợi anh. Ông ta có biệt danh là Kền Kền. Ông ta muốn Bernay dẫn dắt đội hình của mình đi đến một hòn đảo nhỏ tên là Valera, sau đó ám sát một vị tướng ở đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được một khoản hoa hồng khổng lồ trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Bernay nghe xong thì đồng ý ngay lập tức. Miếng mồi ngon như thế sao để thằng khác nó cướp mất được. Ngay sau đó, Bernay lái xe đi tìm đồng đội của mình. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một nhiệm vụ khó nhằn, nhưng đối với họ thì cũng chỉ là con ruồi đậu trên đĩa xôi mà thôi. Vì trong nhóm người của họ ai cũng đều là người có máu mặt và có những biệt tài riêng biệt vô cùng đỉnh cao. Họ đều là những cao thủ vô cùng xuất sắc. Trong đó có một người mà đội trưởng Bernay tin tưởng nhất, đó chính là Chis, người thanh niên vừa bị bạn gái cắm sừng. Tuy nhiên thì anh vẫn ức chế chuyện đó, nên khi nghe Bernay đề nghị, Chis cũng không có hứng thú mấy với nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên thì họ là đồng đội, nên anh có không muốn thì vẫn cứ phải thực hiện cùng nhau, anh em nối khố. Còn Gunner sau khi nghe chuyện này thì vô cùng hứng thú,
nhưng với cái đầu hành động không có não của mình, Burney đã khuyên anh ở lại vì nhiệm vụ lần này không hề đơn giản. Hơn nữa, hành động chống đối đội trưởng lần trước, cộng cả việc anh ta đang nghiện ma té lòi mồm ra, càng khiến cho Burney có lý do không cho Gunner tham gia chiến dịch lần này. Điều này khiến cho anh ta cay lòi kèn và lập tức bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, Burney cùng với Chis bay đến hòn đảo Valera để xem xét tình hình ở đó trước. Hai thanh niên giả dạng nhà điều học đến tham quan hòn đảo xinh xắn này, vì thế mà cũng dễ dàng qua mắt được hải quan ở đó. Khung cảnh và con người nơi đây vô cùng yên bình, không giống như vừa trải qua một trận chiến nào đó. Nhưng đến khi Burney và Chis cùng nhau đi vào thị trấn, từ xa có một chiếc xe công nông chở hàng loạt những tên lính quân đội vô cùng hách dịch. Vừa đặt chân xuống dưới đất, bọn chúng đã cầm theo vũ khí đàn áp người dân, hất tung những sạp hàng hoa quả. Ai mà kháng cự lại thì sẽ giết chết ngay lập tức. Điều này đã được Burney và Chis chứng kiến được tất cả và quay lại bằng máy quay vô cùng sắc nét. Trong đó có một người đàn ông mặc vest đen cầm đầu bọn lính trông vô cùng khả nghi. Chắc chắn ông ta là một nhân vật nào đó có sức ảnh hưởng thì mới điều khiển được đội ngũ quân đội như vậy. Sau đó Chis và Burney cùng nhau đi vào một nhà trọ gần đó để nghỉ ngơi thì vô tình gặp một cô gái tên là Lacey. Sau một hồi đàm phán, Burney và Chis cũng thuyết phục được Lacey cho mình đi nhờ xe, đồng thời thăm dò quân đội của bọn chúng. Trên đường đi, Lacey nói với hai người rằng hòn đảo này vốn từng là một nơi yên bình xinh đẹp, nhưng chỉ đến khi có một nhóm người doanh nhân người Mỹ đến, mua chuộc các quan chức cấp cao ở đây. Sau đó lợi dụng lợi thế địa hình, bọn chúng hiên ngang lập ra một tổ chức chuyên buôn bán ma túy kiếm các dòng tiền bẩn. Không những thế, mỗi tháng chúng còn đến từng nhà dân, nơi buôn bán sầm uất để cướp bóc, giết người, đòi tiền thuế thường xuyên. Nếu chống cự thì sẽ bị ăn kẹo đồng ngay lập tức. Rất nhiều người dân không chịu được cảnh này, đã đứng lên chống đối, nhưng kết cục thì cũng bị bọn chúng bắn chết ngay tại chỗ. Từ đó, cuộc sống người dân ở đây vô cùng cực khổ, làm chẳng được bao nhiêu, mà lại phải đi cống hết tiền cho bọn đầu trâu mặt ngựa đó. Thấy Lacey có vẻ thân thuộc với nơi này, Burney liền nhờ cô chở mình đi vòng quanh căn cứ của vị tướng quân Gaza. Ông cũng chính là người bị tổ chức buôn ma tóe khống chế mà không thể làm được gì. Còn Chis thì sẽ đi bộ dò thám những nơi lân cận, nhưng vừa đi qua thung lũng, Burney đã phát hiện nơi đây không có lính gác, nhưng có những hàng rào thép gai vô cùng chắc chắn. Còn chưa kịp châm cứu được gì thì từ phía xa, một nhóm lính tuần tra đã phát hiện ra bọn họ. Lacey vội vàng bảo Burney không được manh động để cô giải quyết, nhưng cái bọn mất não này thì có quan tâm gì. Bọn chúng chỉ cần biết nếu có người đột nhập vào căn cứ thì sẽ bắt hoặc bắn chết không tha. Nhanh chóng Lacey và Burney đã bị bọn chúng đàn áp đến không ngóc đầu lên được. Nhưng đúng lúc này, một con dao phi tiêu đã bay thẳng vào mặt mấy tên lính. Hóa ra là Chis, anh đã kịp thời ngăn cản họng súng của bọn chúng chĩa vào đầu Burney. Sau đó hai bên bắt đầu cuộc hỗn chiến kịch liệt. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của mình, Burney và Chis đã cùng nhau hợp tác vô cùng ăn ý. Một thằng lính kéo cổ Lacey và giơ súng đe dọa thì bị Chis phi tiêu cho nó đắp chiếu ngay tại chỗ. Sau đó cả ba người nhanh chóng lên xe tẩu thoát, vì sớm muộn gì bọn chúng cũng đuổi theo mà thôi. Không ngờ được trong lúc này, Burney và Chis lại vô tình biết được rằng Lacey chính là con gái của vị tướng quân Gaza đang bị tổ chức ma tóe khống chế kia, và cũng chính là người mà đội của Burney nhận nhiệm vụ phải bảo vệ. Nhưng không ngờ được lúc này, bọn người của tên trùm ma túy cũng đã đuổi theo bọn họ. Khi nhận được thông báo khẩn cấp, bọn chúng liền huy động một đội quân và vũ khí hạng nặng lên đường đuổi theo đám người Burney. Lúc này Burney cũng nhanh chóng thể hiện trình độ báo đời tổ lái của mình, vượt qua hết tất cả các ngõ ngách đường phố, và nơi mà anh đang muốn đến chính là cảng biển, nơi mà có máy bay của đội anh đậu ở đó. Bên đám người kia cũng quyết tâm xới cả thị trấn lên đi tìm nhóm người Chis và Burney. Sau khi đến bến tàu, Chis dẫn theo Lacey lên máy bay trước, rồi Burney sẽ ứng phó và đi sau. Đến khi vào trong khoang an toàn rồi thì Lacey lại rửng mỡ và nói rằng mình sẽ không đi đâu hết. Điều này khiến cho con vợ Chis cay lòi kèn, nhưng không còn thời gian nữa, anh đành phải kệ con mẹ Lacey, rồi một mình lên máy bay đi đón Burney nữa. Lacey thì nhanh chóng chạy trốn luôn vào mấy con xe gần đó. Burney bên này sau khi hạ gục được đám người bảo vệ hải quan cũng nhanh chóng rút lui. Anh chạy nhanh ra phía cảng nhưng lại éo thấy máy bay của Chis đâu cả. Chis vừa khởi động máy bay vừa ra hiệu cho Burney hãy bám vào bên càng của chuyên cơ. Vào giây phút họ bị quân đội của tên trùm cầm súng dí sát đít thì Burney cũng kịp thời bám vào cửa, nhưng xu là bay con mẹ nó xuống dưới biển. Bên dưới là áp lực của nước cứ bắn như điên lên mặt, bên trên thì bị bọn đầu khất nó xả súng. Thế là vào phút thứ 90, Burney đã dùng hết sức mình để trèo được vào trong cabin máy bay. Chis thấy vậy mới bắt đầu điều khiển chuyên cơ dần dần bay lên cao. Cuối cùng thì hai người cũng an toàn rời khỏi đó. Sau đó họ đi đến một bến tàu gần đó. Quả nhiên bọn chúng đang mai phục ở đây vô cùng đông. Với hàng loạt vũ khí siêu cấp VIP Pro, Chis đổi chỗ cho Burney để anh điều khiển hướng đi, còn mình thì chui lên đầu mũi máy bay, cầm theo khẩu súng máy hạng nặng.
Sau khi Burney ra hiệu lệnh sẵn sàng tập kích, cũng là lúc máy bay bay thẳng vào nơi mà bọn chúng đang mai phục ở đó. Sau hàng loạt pha xả đạn cực căng của Cheese, một động tác vô cùng đẹp mắt khi Cheese đứng bám một tay còn tay thì cầm súng liên tục bắn vào chỗ mà đám người đó tụ tập đứng đông đúc. Burney cố ý lượn vòng quanh trên đầu bọn chúng, để tưới một cơn mưa xăng dầu xuống bên dưới mà thuận nước đẩy thuyền. Cheese ở trên cao cũng liên tiếp xả đạn lửa, khiến cho toàn bộ bến cảng ngay sau đó đều lũ lượt bị nổ tung. Không còn một cái nịt nào cả, cháy đen như con chó thui, họ thành công bùng phá. Còn đám người của tên trùm thì bị thiệt hại một lực lượng không hề nhỏ. Tên trùm ma túy vô cùng tức giận về điều này. Không những thế mà ông ta còn đến để tra vấn tướng quân Gaza. Check lại camera từ thời điểm Burney và Cheese bắt đầu lên đảo, với con mắt lươn lẹo của mình, hắn ta một mực khẳng định rằng hai người họ có sự giúp đỡ của con gái tướng quân Gaza. Nếu không chỉ dựa vào hai người Burney và Cheese thì làm sao có thể đả thương nặng quân đội của mình như thế, trừ khi đây đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng khi ông vừa đi khỏi, thì tên trùm liền đàm phán với một sát thủ khác để đối phó với đám người của Burney. Không thể ngờ được rằng người đó chính là Gunner. Hóa ra từ khi Burney không cho anh ta tham gia chiến dịch, thì Gunner đã ngấm ngầm ghi thù anh và quyết tâm lật đổ cả đồng đội của mình. Đúng là anh em cây chuối. Lần này tên trùm giao phần thưởng cho Gunner là $100 triệu nếu anh ta có thể giết chết hết sát thủ của đội quân Expendable của Burney, thuận lợi con đường làm ăn của tên trùm. Ở bên này, sau khi Burney trở về từ đảo Valera thì cũng đã cùng Cheese và Tiểu Lý cùng ngồi lại và châm cứu về thân phận của tên trùm ma túy đó và những người liên quan khác. Hóa ra tên trùm đó là James Monroe, từng là một đặc vụ của CIA, luôn làm việc theo lệnh của kền kền chính là chớt. Nhưng gần đây, lương tâm trỗi dậy, hắn ta đã bị tiền khống chế, buôn lậu và xuất khẩu ma túy trái phép. Không những thế còn mua chuộc hết các quan chức cấp cao ở đó, chiếm dụng đất để làm công việc kinh doanh ma túy của mình. Điều này khiến cho kền kền chớt vô cùng tức giận. Nhưng vì tên trùm ma túy James này từng là thành viên của CIA với ông nên kền kền chớt không tiện trực tiếp ra tay trừ khử, thay vào đó thì ủy thác cho Burney và biệt đội Expendable của mình. Nhưng Burney cũng đã hiểu rõ được ý đồ của chớt. Trong khi đó thì Lacey đã bị tên trùm James bắt sống, tưởng chị trốn vào trong con xế nào đó an toàn rồi, mà cuối cùng vẫn bị chúng nó tóm cổ lôi về. Tên trùm cũng biết được Lacey là con gái của tướng quân Gaza, nên hắn ta liền lợi dụng điểm này để nhốt Lacey vào ngục tối. Sau đó hai tên đàn em của hắn trói cô nằm ngửa lên trên bàn, trói tay trói chân rồi bịt mặt. Sau đó trực tiếp đổ xăng lên mặt của Lacey để đe dọa cô. Lúc này tên James mới hỏi Lacey về tung tích của hai người đàn ông đi cùng cô lúc sáng. Nhưng cho dù có bị tra tấn đến thế nào, Lacey cũng không hé răng nói một lời nào cả. Burney thì vẫn muốn cứu Lacey, nhưng Cheese thì không, anh quá mất niềm tin vào đàn bà nên đã từ chối. Nhưng Tiểu Lý thì khác, anh luôn tôn trọng người già trẻ con và phụ nữ nên đã quyết định đi cùng với Burney. Nhưng không ngờ được họ vừa ra khỏi gara thì đã có một đội nhóm bám sát theo sau, đó không ai khác chính là Gunner và thuộc hạ của James. Khi phát hiện ra Burney, bọn chúng liền bám đít đi theo sau. Hai người lái xe xuống dưới gầm cầu thì bất ngờ bị pháo tập kích dữ dội. Burney ngay lập tức nhấn ga tăng tốc thoát hiểm, yểm trợ cho Tiểu Lý phản công. Anh liền nhảy ra khỏi xe, tấn công đám người Gunner từ phía sau. Burney nhân cơ hội lái xe bỏ chạy để đảm bảo an toàn cho Tiểu Lý dưới sự bao vây và đánh chặn của Gunner và những người khác. Burney liền lái xe vào một nhà máy bỏ hoang, nhưng do tốc độ quá nhanh, đạp phanh không kịp, Burney đã đâm sập một tầng gác ở trên, khiến nó lập tức sụp đổ. Bản thân Burney cũng bị bất tỉnh ngay tại chỗ. Tiểu Lý nhanh chóng nhảy lên bục cao, sau đó đu người bằng dây xích đạp cho Gunner đang ngơ ngác như chó lác một trường, sau đó trực tiếp tấn công bằng những cú đấm cú đạp siêu thần trường. Nhưng cho dù Tiểu Lý có nhanh nhẹn dứt khoát đến đâu thì cũng bị Gunner chiếm ưu thế. Sau một hàng loạt cú đạp của Tiểu Lý, Gunner đã dùng hết sức mình, nhấc bổng Tiểu Lý lên, định úp sọt anh vào cây sắt trước mặt, thì đột nhiên một viên đạn từ đâu bay tới, khiến anh ta bất động ngay tại chỗ. Tiểu Lý cũng vì thế mà thoát chết. Hóa ra là Burney đã tỉnh dậy sau đống đổ vỡ đó. Phản bội đồng đội là hành động không đáng làm người. Nhưng dù tức giận đến thế nào thì viên đạn ban nãy mà Burney bắn chỉ trúng vào bả vai của Gunner, chỉ lệch chút xíu là có thể trúng tim rồi. Đây cũng chính là cơ hội anh dành cho Gunner, vẫn muốn níu giữ chút tình cảm anh em. Nên lúc này Gunner nhận ra điều đó. Anh ta đã nói hết sự thật và kế hoạch của tên trùm James cho Burney biết. Ngay sau đó, Burney và Tiểu Lý lập tức lái xe đến sân bay của họ. Nhưng hai người lại không ngờ được thì Cheese cùng những người anh em khác đã đứng chờ ở đây từ lâu lắm rồi. Hóa ra anh Cheese không nỡ để đồng đội của mình đi vào chỗ chết. Lúc này, Lacey trong mật thất bị bọn tay sai của tên trùm trói chặt trên ghế, định giở trò có ý định hấp xiêm. Thì đúng lúc này, Burney đã đột nhập nhanh chóng vào bên trong, chỉ với một con dao.
Anh đã giết chết hai thằng đầu khất, đắp chiếu ngay tại chỗ, sau đó nhanh chóng cầm tay Lacey chạy ra ngoài. Cheese cùng những đồng đội khác thì phục kích ở bên ngoài, nhưng không ngờ được rằng, Bernay dắt tay Lacey đi được một đoạn thì cũng gặp phải bọn tay chân của tên trùm. Bọn chúng lập tức phi vào tấn công như con thiêu thân, Bernay một mình yếu thế, nhanh chóng bị bọn nó gô cổ lại. Thì bất ngờ từ phía sau chúng nó, đội quân Expendable đã xuất hiện, xông vào đánh nhau, giải cứu đội trưởng cùng con tin là Lacey. Bernay cũng nhân cơ hội thoát thân, cả đám đánh nhau ngay trong kho chứa ma tóe của tên trùm James. Lúc này do không có sự chuẩn bị từ trước, cả hai bên đánh nhau bằng tay không loạn xạ, nhưng cũng chỉ là mũi đốt inox với biệt đội Expendable. Lúc này bọn chúng được bắn tín hiệu từ xa, thế là ngay lập tức có một đội khác phát theo vũ khí xuống tấn công bọn họ. Nhưng may mắn trong số bọn họ có tay súng thiện xạ hêu, một trọi một đống, khiến cho đám người bọn chúng không thấy đường về quê mẹ. Cheese thì có hàng loạt con dao làm phi tiêu yểm trợ cho mọi người chạy ra ngoài. Nhưng khi mà họ nghĩ bản thân mình đã chạy an toàn được ra ngoài, cho đến khi mở cửa, không ngờ được đã có một toán lính phục kích bên ngoài, với hàng loạt vũ khí trên tay. Thế là biệt đội Expendable đành rút lui vào bên trong trước rồi sẽ tính sau. Lúc này tên trùm James đem Lacey ra để uy hiếp tướng quân Gaza, ra lệnh cho binh lính tiêu diệt biệt đội Expendable và công khai chiếm vương quốc này. Thế là ông ta đành phải nghe theo tên James, nhưng công bố với binh lính chưa hết được một câu thì tên James một tay giữ Lacey, một tay cầm súng bắn chết tướng quân Gaza ngay trước mặt tất cả mọi người. Đội quân binh lính thấy vậy, tưởng rằng biệt đội Expendable giết chết tướng quân của mình thì cũng lập tức xả đạn về đối diện. Các thành viên khác đều hét bảo Bernay nổ bom đến lòi cả họng, mà ông thần thì cứ chần chừ. Lúc này anh da đen hêu mới tức giận, cái định mệnh ấn nổ bom đi thằng kia. Thế là cuối cùng Bernay cũng nhắm mắt ấn cho nổ hàng loạt quả bom mà họ đã chuẩn bị sẵn. Ngay lập tức với hàng loạt tiếng nổ, dinh thự của tướng quân cũng nổ bung bét, hơn cả nổ bỏng ngô. Đám người chứng kiến được điều này thì nhanh chóng vội vàng tháo chạy, đâu cũng là bom và đạn. Biệt đội Expendable cũng đột phá thành công. Cheese nhanh chóng làm chủ cục diện, tấn công lại đám binh lính. Lacey lúc này cũng bị tên trùm kéo chạy khỏi hiện trường. Sau đó thì mọi người cùng nhau tấn công binh lính. Đám lính thấy người ở đâu là liên tục xả đạn vào đấy. Một trận chiến đẫm máu lại bùng nổ. Rất nhiều người đã chết, nhưng may mắn đội quân Expendable vẫn đầy đủ không thiệt hại một ai. Tiểu Lý phát giác được tên James đang bỏ chạy cùng Lacey thì lập tức anh vươn người qua khu bên cạnh, sau đó ném quả bom gây ra vụ nổ lớn để chặn đầu đám người đang định bỏ trốn. Tên tay sai của tên trùm cũng là một người vô cùng lợi hại và nguy hiểm. Hắn ta ở lại đối phó với những thành viên khác để tên trùm lôi Lacey bỏ chạy nhanh chóng. Lúc này thì anh chàng hêu nhanh chóng túm lấy đầu con vợ, rồi cả hai vật nhau giữa làn mưa bom bão đạn. Hắn ta vô cùng khỏe khiến cho hêu không thể dùng sức được nữa. Anh cố tình lôi tên đầu moi đó vào gần nơi có bom. Sau đó thì không có sau đó nữa. Sau đó thì những vụn vặt của dinh thự cũng cứ thế mà nổ cho đến khi không còn một cái nịt nào cả. Tên James thấy tình hình éo thể ổn chút nào, hắn ta nhanh chóng kéo Lacey chạy qua các hố bom và các cơn mưa đạn bỏ chạy. Không ngờ Bernay lại nhắm được và đuổi theo vào tận sâu trong rừng. Hắn ta liền đưa Lacey ra để đe dọa Bernay phải hạ vũ khí xuống. Vì tính mạng của Lacey, anh đành phải làm theo lời hắn nói. Không những thế, hắn ta còn bắn trượt vào chân của Bernay một phát, sau đó thì gào mồm lên chửi rùa. Ngay lúc Bernay định phản công lại, thì hắn ta cũng bị một làn đạn liên tục xả vào người, cuối cùng là một con dao găm phi vào trúng ngực. Hóa ra đó là sự xuất hiện của Cheese, đã giải cứu được cả hai người. Đấy, vừa mới cứu nó xong, giờ nó cho ăn cơm chó đấy. Cuối cùng thì đường dây ma tóe cũng được triệt phá. Không những thế, bộ máy nhà nước còn được gây dựng lại từ đầu. Lúc này biệt đội Expendable chuẩn bị lên máy bay trở về. Con vợ Lacey và Bernay vẫn còn rất chi là quyến luyến nhau. Nhưng cuộc vui nào mà chả có ngày tàn. Bernay đành lên chuyên cơ và hứa với Lacey anh sẽ trở lại thăm hòn đảo này vào dịp gần nhất. Nhưng trở về chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì họ lại tiếp tục nhận một nhiệm vụ mới. Đó chính là đột nhập vào một căn cứ quân sự ở Nepal và giải cứu một doanh nhân cấp cao người Trung Quốc đang bị bắt giữ ở đó.
Ngay lập tức đội quân Expendable liền lái một chiếc xe bọc thép đi đến căn cứ quân sự của kẻ địch. Cheese đứng từ trên cao theo dõi, thấy tình hình có thể tiến tấn công. Bernay liền lái xe đưa đồng đội của mình thẳng tiến vào quân doanh của kẻ địch, sau đó chuẩn bị vũ khí tấn công. Vừa thấy biệt đội Expendable xông vào, những tên lính ở đây lập tức cầm vũ khí lên phản công. Nhưng dù có bao nhiêu đạn đi nữa thì cũng không địch nổi chiến thần đại bác mà Cheese đang điều khiển được. Lúc này Bernay hướng lái xe đến đâu thì hàng loạt người chết theo ở đó. Dưới sự yểm trợ của đồng đội, Cheese nhanh chóng bắn phá nổ tung hết tất cả các tòa thành xung quanh. Tia lửa từ một vụ nổ tức thì liền đập vỡ bức tường đá của căn cứ địch bằng khẩu súng cầu, khiến cho những tên lính khác đều phải đắp chiếu ngay tại chỗ. Sau đó tất cả mọi người đều nhanh chóng thâm nhập vào căn cứ của kẻ địch, chuẩn bị giải cứu doanh nhân giàu có bị mắc kẹt. Nhưng không ngờ bên trong bọn chúng phục kích quá đông, mọi người liền chạy ra rồi tấn công từ bên ngoài, thì lại bị trực thăng của kẻ địch nhắm đến. Bernay và Cheese nhanh chóng kéo một con xe thồ lợn có gắn sẵn bom ở trong, vít ga cho nó lao thẳng vào trực thăng đó, thành công hạ gục được kẻ địch. Lúc này bên trong Tiểu Lý lại đang một mình chiến với hẳn một đội quân, cứ chết xong lại ngoi lên mấy thằng, khiến cho anh không kịp trở tay. Không những thế mà đúng lúc này, súng của anh lại còn hết đạn nữa chứ. Thế là Tiểu Lý đành phải vơ bừa hai cái chảo rán trứng để chống lại kẻ địch. Thế mà cũng tiêu diệt hết được bọn chúng. Đúng là biệt đội Expendable, ai cũng có cái hay của mình. Lúc này tên thủ lĩnh đang định tra tấn vị lãnh đạo kia, thì lại bị Cheese cho nổ tung cả căn phòng. Thành công tiếp cận được con tin. Bernay đi đến gần giải cứu, cởi bỏ cái túi trùm đầu ra, thì phát hiện người này không phải vị lãnh đạo Trung Quốc cấp cao kia. Hóa ra người này là Chen, bạn cũ của Bernay, anh cũng là một người lính đánh thuê. Anh ấy nói rằng, mình cũng đến để giải cứu vị lãnh đạo Trung Quốc này, nhưng vì khinh thường kẻ địch nên đã dính bẫy và bị nhốt ở đây. Còn vị lãnh đạo thì đang ngồi dưới đất đây nè. Sau đó họ cùng nhau đưa con tin ra ngoài và chạy thoát khỏi đây. Cheese và Hale đứng bên dưới diệt hết đám lính, kéo dài thời gian cho mọi người di chuyển trèo lên tháp sắt và đu cáp theo kế hoạch đã vạch sẵn. Tiểu Lý trèo được một nửa thì dừng lại để yểm trợ cho Gunner cõng vị lãnh đạo an toàn. Sau đó anh bắn thủng chân kệ sắt đang kê một xô nước nóng vô cùng lớn. Gunner cõng theo vị lãnh đạo có vẻ hơi cực. Sau đó thì biệt đội Expendable giải cứu con tin thành công. Họ cùng đu cây cáp bay băng qua một khu rừng rậm rạp thoát khỏi căn cứ của kẻ địch. Nhưng vừa mới đu chưa được bao lâu thì kẻ địch bên dưới đã mai phục rất nhiều. Không những thế, bọn chúng còn huy động cả xe tăng đại bác để tấn công biệt đội Expendable. Bernay và Cheese cùng nhau cầm đầu cuộc tấn công, khiến cho kẻ địch cũng chết không kịp ngáp. Cheese và Bernay đành phải rơi xuống bên dưới, mở đường cho mọi người đi trước. Những thành viên còn lại thì đu theo để hộ tống bằng đường dưới biển. Lúc này Cheese cùng Bernay bị bao vây tứ phía, trên tay thì ngâm nghe khẩu đại bác, sẵn sàng bắn phá bất cứ lúc nào. Dựa vào hai người Bernay và Cheese thì căn bản không thể địch lại bọn chúng. Lúc này Bernay liền đưa tay ra ám hiệu hình khẩu súng, giả vờ bắn. Thế mà đạn cũng cứ bay ra vèo vèo, quãi đạn thiệt chớ. Hóa ra lúc này từ trên cao đã có một sát thủ giúp anh tiêu diệt hết những tên địch ở đây. Mọi người gọi anh là nhóc Billy, cũng là một thành viên mới của biệt đội Expendable. Anh ấy cũng là một sát thủ vô cùng lợi hại, ngoài cái đẹp trai ra lại còn là một tay bắn tỉa thiện xạ, bách phát bách trúng, luôn ẩn thân thành công vào kẻ địch. Lúc này Tiểu Lý và mọi người sau khi nhảy xuống hồ cắt được sự bao vây của kẻ địch thì mới lên thuyền và trở về, cứ tưởng lên được chiếc cano thì an toàn rồi. Ai ngờ đâu kẻ địch phía sau lại còn kéo thêm cả một đoàn quân đi bằng đường thủy, liên tiếp xả súng ống ngắm vào đội Expendable. Đối mặt với hàng loạt con thuyền đang tấn công và bao vây xung quanh, lại còn bị bọn chúng xả đạn nước ầm ầm chặn đường đi của cano, biệt đội Expendable chỉ đành chạy về phía trước. Lúc này nhóc Billy lại xuất hiện từ trên cao, cậu ta ngắm thật chuẩn, chỉ bắn vào những tên đầu sỏ đang điều khiển súng tấn công. Thế là bọn chúng bị mất luôn phương hướng. Lúc này Bernay cùng Cheese thì khởi động chuyên cơ. Cheese lúc này đeo kính, rồi ngoi lên phía trên đầu máy bay, cầm theo khẩu đại bác, liên tiếp xả đạn vào thuyền của bọn địch. Mọi người có còn nhớ chức năng chiến cơ của Bernay lúc ở đảo Valera chứ? Ngoài là máy bay hạng chiến thì nó còn là phi thuyền siêu cấp. Bernay bay dần xuống dưới mặt nước ứng cứu đồng đội. Một tên địch thấy vậy thì liền sân si nhảy vào, nhưng không ngờ được lại bị Bernay đấm cho bay não, rồi anh tiếp tục về buồng lái điều khiển. Lúc này, đồng đội của Bernay phát được tín hiệu, thế là hai người trên một chiếc mô tô nước. Sau đó dưới sự truy sát của kẻ địch, họ đã phóng với tốc độ bàn thờ,
rồi phi thẳng vào con thuyền siêu cấp của Burnley. Thấy đồng đội đã lên thuyền đầy đủ, Burnley bắt đầu khởi động mũi pháo tấn công. Về phía cảng đằng trước có rất nhiều kẻ địch đang cầm súng sẵn sàng chiến đấu ở phía trước. Với sự chuẩn bị từ trước, Burnley bắn đạn công phá đối phương, khiến cho bến cảng đối diện cũng phải nổ tung. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả đã thành tro bụi. Một cuộc công phá quá đẹp mắt. Lúc này Chis trở về buồng lái thì phát hiện bọn địch vẫn bám đằng sau đít và liên tục dùng đại bác để tấn công. Su là lúc này phi thuyền quá nặng nên không thể khởi động thành máy bay được. Những thành viên khác liền nhanh chóng đẩy hết những chiếc mô tô xuống dưới biển. Sau đó Burnley cùng Chis dùng hết sức lực đã có thể khởi động phi thuyền bay lên nhanh chóng. Thế là họ nhanh chóng thoát được khỏi địa bàn của kẻ địch. Lúc này là nhiệm vụ riêng của Tiểu Lý, anh sẽ hộ tống vị quan chức cấp cao này về Trung Quốc. Thế là họ nhanh chóng tạm biệt nhau. Những thành viên khác của Expendable cũng lên đường trở về nhà. Sau khi đến Mỹ, họ đi đến một quán bar quen thuộc để tụ tập ăn mừng. Lúc này Burnley nói có thể họ sẽ phải làm những nhiệm vụ tiếp theo còn khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng lúc này thì nhóc Billy lại muốn nói chuyện riêng với Burnley nên hai người đã ra ngoài. Nhóc Billy nói có thể anh cũng sẽ chỉ thực hiện nhiệm vụ lần này mà thôi. Sau đó anh sẽ rời khỏi biệt đội Expendable, không làm sát thủ nữa. Anh sẽ quay trở về Paris và kết hôn với người bạn gái của mình. Billy chỉ muốn sống một đời bình thường mà thôi. Hơn nữa anh cũng đã cầu hôn bạn gái mình. Chỉ chờ anh thực hiện xong nhiệm vụ lần này thì hai người sẽ tổ chức hôn lễ. Burnley nghe thấy điều này thì hơi miễn cưỡng trong lòng. Nhưng nhìn thấy người anh em của mình gặt hái được hạnh phúc, Burnley cũng đồng ý với yêu cầu của Billy. Lúc này Burnley trở lại máy bay nghỉ ngơi thì phát hiện Kền Kền Chất lại xuất hiện ở đây. Ông bước ra khỏi buồng lái và đến gần Burnley. Chất muốn ủy thác cho Burnley làm một nhiệm vụ cuối cùng liên quan đến tướng quân Gaza ở Valera. Đó chính là tên James đó, không những buôn ma túy mà còn biển thủ hàng tỷ đô la của mình. Sau khi James chết thì bọn chúng lại cướp đi số tiền đó, đầu tư vào một khu vực đã có sẵn những thành phần tạo nên vũ khí hạt nhân. Ở gần khu mỏ của Iran có một chiếc máy bay Trung Quốc bị bắn rơi, trong đó chứa một chiếc két sắt. Nó chứa thông tin cực kỳ quan trọng bên trong đó. Burnley không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lại nhiệm vụ. Chiếc hộp đó được bảo mật vô cùng phức tạp, cứ 2 phút lại đổi mật khẩu một lần, nên phải hết sức cẩn thận. Để nhiệm vụ lần này được trôi, Burnley liền đi tìm một cô gái là một chuyên gia phá khóa. Không những thế, cô gái Maggie này cũng có thân thủ vô cùng lợi hại, nên cô đã đồng ý cùng Expendable thực hiện nhiệm vụ. Ngay ngày hôm sau, biệt đội tử thần đã có mặt đầy đủ. Burnley lái máy bay, Chis, Gunner, Hale, Billy và cô gái Maggie. Sau nhiều giờ bay, cuối cùng họ cũng đến được khu mỏ ở Iran. Họ bắt đầu đi xuyên qua một cánh rừng, nhưng nơi đây không có sóng, không định vị được vị trí. Thế là Billy liền chủ động chạy về phía trước để cung cấp tầm nhìn cho toàn đội, đảm bảo sự an toàn. Quả nhiên dưới sự dẫn đường của Billy, những thành viên khác nhanh chóng tìm thấy được vị trí. Giống như Kền Kền Chớt đã nói, về đống đổ nát của chiếc máy bay Trung Quốc bị bắn rơi, tất cả những thành viên khác trong đội đều cầm vũ khí đi dò xung quanh xem xét. Sau một hồi kiểm tra không thấy gì bất thường, họ tiến vào bên trong chiếc máy bay, nhưng có lẽ do va chạm quá mạnh nên cửa bị biến dạng không thể mở được. Thế là Hale cùng Burnley dùng hết sức kéo cửa ra. Chis ngồi bên dưới dùng dây kéo, sau một hồi dùng sức lực để phá cửa, cuối cùng cũng hé được một chút. Lúc này Maggie liền chui vào bên trong, bắt đầu phá khóa với cái đầu nảy số đầy sỏi của mình. Trong 3 giây cuối cùng, những người khác thì không chịu được nữa bởi áp lực cánh cửa quá lớn. Cuối cùng Maggie cũng phá được két sắt đó, lập tức chui ra ngoài, đồng thời những thành viên còn lại thì cũng buông tay ra. Khi mọi người nghĩ có thể rút lui suôn sẻ đến địa điểm tiếp theo, thì xuất hiện trước mắt là một đám khói mù mịt với một tổ chức mặc đồ đen vô cùng bí ẩn. Không những thế, bọn chúng còn bắt theo Billy đang bị tra tấn phía sau. Anh bị bọn chúng phục kích khi thăm dò đường. Vậy mà những thành viên trong Expendable lại không phát giác được. Bọn chúng lấy mạng sống của Billy ra để đe dọa Burnley, bắt phải hạ vũ khí xuống, sau đó thì nói chuyện tiếp. Nhưng như thế sẽ khiến cho bọn chúng có lợi thế. Thấy đội Burnley không lung lay gì, tên đầu sỏ liền lấy ra một con dao sắc nhọn, xua đó rạch một đường trên ngực của Billy. Không những thế còn thuận chân đá một nhát vào người của anh. Chứng kiến cảnh này, Burnley không thể không hành động. Anh liền bảo những thành viên khác phải bỏ vũ khí xuống, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Billy. Nhưng khi bỏ hết xuống rồi thì hắn ta lại yêu cầu phải đưa cho bọn chúng thứ mà đội của Billy lấy được. Lúc đầu mọi người còn giả vờ không biết là thứ gì, nhưng thằng này thì cũng đâu có ngu. Nó liền cầm con dao đến uy hiếp sẽ giết chết Billy bằng cách tra tấn anh từng chút một. Thấy điều này, Maggie không nhẫn tâm, thế là Chis liền cầm chiếc hộp đó rồi vứt xuống đất cho bọn chúng. Nhưng không ngờ được rằng hành động này của Chis đã vô tình khiến cho bọn chúng tức giận. Thật là quãi đạn, đi ăn cướp mà chúng nó còn đòi sĩ diện
của một thằng ăn cướp nữa cơ. Nó bắt Cheese phải nhặt chiếc hộp lên và đưa cho chúng nó đàng hoàng. Bernay cảm thấy bọn này vô cùng hống hách nên đã bảo Cheese nghe theo bọn chúng. Vì sự an toàn của đồng đội, Cheese đành phải cúi xuống nhặt, kìm nén cơn giận trong lòng rồi đưa chiếc hộp vào tay chúng nó. Nhưng không ngờ được rằng, ngay cả khi có được chiếc hộp đó rồi, bọn nó cũng không tha cho Billy. Tên đầu sỏ đeo kính bước lên rồi ra lệnh cho đội Expendable phải nằm quỳ xuống. Ngay sau đó có một chiếc trực thăng nhanh chóng đậu gần đó. Trước khi đi, bọn chúng còn tàn độc đến nỗi cắm con dao vào ngực của Billy. Sau đó, một thằng khác lấy đà, đá một phát thật mạnh, giống như đóng đinh vậy, sau đó nhanh chóng rời đi. Bernay lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Billy ngã gục ngay tại chỗ rồi. Anh cùng những người khác nhanh chóng chạy đến, tất cả mọi người đều đau lòng khi nhìn thấy điều này. Nhưng cuối cùng thì Billy cũng đắp chiếu ngay tại chỗ, vì con dao đó bọn chúng lại đặt trúng vị trí của trái tim. Billy chết trong vòng tay của Bernay. Đứng trước sự ra đi của Billy, Bernay liền hỏi Maggie một cách giận dữ, rằng bên trong chiếc hộp đó có chứa thứ gì mà khiến bọn chúng ra tay dứt khoát như thế. Lúc này Maggie liền nói, những đội ngũ quân đội ở trong khu mỏ này đều lưu trữ một lượng lớn các thành phần yếu tố cần thiết cho vũ khí hạt nhân, và trong chiếc hộp đó đánh dấu chính xác vị trí của các thành phần yếu tố này, nên lần này CIA đã nhúng tay vào, cụ thể là Kenkenchut, vì tổ chức CIA ngăn cản chiến tranh một lần nữa xảy ra, nên không muốn những tổ chức đen tối khác biết được vị trí này, nếu không bọn chúng sẽ lợi dụng điều đó để trục lợi, khiến chiến tranh lại tiếp tục nổ ra, nhưng cuối cùng thì vẫn để cho bọn chúng lấy đi một cách dễ dàng, không những thế lại còn đổi lại bằng mạng sống của Billy. Sau đó dựa vào định vị của Bernay trên radar vệ tinh, họ liền lập tức di chuyển đến gần nơi của bọn xã hội đen vừa rồi bằng máy bay chiến đấu. Nhưng lúc này, Chớt lại đột nhiên gọi đến và hỏi tại sao lại mang chiếc hộp về quá lâu như vậy. Khi biết được chiếc hộp định vị đó đã bị đám người của tên Hector đó lấy đi, nên họ cần tìm ra bọn chúng để lấy lại. Nhưng thực ra trong lòng Bernay lúc này, anh chỉ muốn tìm ra hai thằng đầu khất đó để trả thù cho Billy mà thôi. Lúc này, tên Jean và Hector sau khi chấn lột được chiếc hộp định vị, thì bọn chúng liền lập tức khởi động, đi theo vị trí và tìm ra được hang ổ nơi cất giấu các yếu tố thành phần của bom nguyên tử và bom hạt nhân. Với giá trị cực khủng lên đến vài nghìn tỷ đô la Mỹ, bọn chúng bắt hết những người đàn ông thanh niên ở trong thị trấn, phải bán mạng đào suốt quanh ngày đêm. Nhiều công nhân kiệt sức vì làm việc cường độ cao, mà ăn thì không cho ăn, cứ bắt làm. Lúc này Bernay lái xe vào trong một thị trấn gần đó, xung quanh vô cùng u ám, vắng tanh như chùa Bà Đanh. Bernay và Cheese quyết đi vào một quán bar, công khai thăm dò tình hình địa phương nơi này và lai lịch chi tiết về tên trùm Jean đó, nhưng không ngờ hai người vừa bước vào thì lại trở thành mục tiêu của bọn đầu gấu ở đây. Bernay và Cheese cũng không đấu võ mồm làm gì cho mệt, trực tiếp húc tung thanh niên nằm ngã vật ra đất bất tỉnh chỉ bằng một cú đấm, quá đẳng cấp. Lúc này Maggie đi vào tra tấn hắn đến khi hắn tỉnh lại, để nói ra chi tiết về căn cứ và thông tin của đám người đó. Dưới sự tra tấn của cô ấy, tên đầu gấu cuối cùng cũng nói thật, ở xung quanh thị trấn này, đâu đâu cũng là địa bàn căn cứ của tên trùm Jean hết. Ngay sau đó, anh bảo Cheese ở lại để chuẩn bị hết tất cả súng máy và đạn dược trên cả trên máy bay chiến đấu, đến địa điểm mà họ đã lên kế hoạch. Sau đó Bernay thì đưa những người anh em khác tiếp tục lên đường, tiếp cận vào căn cứ của bọn người khủng bố kia. Họ đi đến một căn cứ Liên Xô đã bị bỏ hoang để qua đêm ở đây. Nhưng không ngờ được rằng, sáng hôm sau, khi Hêu đang thư thả uống trà và mở cửa ra, thì phát hiện một đám người giống quân vũ trang đã tấn công vào đến đây rồi. Anh lập tức đóng cửa lại, gào mồm lên bảo mọi người nằm xuống. Một cơn mưa đạn bay vèo vèo vào trong. Trước mắt bị tấn công bất ngờ, Bernay chỉ có thể bảo mọi người nhanh chóng với lấy vũ khí, rồi chạy ra bên ngoài. Nhưng hỏa lực của địch quá ác liệt, cùng với việc pháo kích xe tăng, các thành viên của Expendable sớm đã không chống cự nổi. Đột nhiên từ đâu đó, có những làn đạn liên tục bay ra khiến cho xe tăng của kẻ địch phải phát nổ. Bernay cầm súng nhưng chưa có bắn. Mọi người tưởng Gunner làm nhưng cũng không phải. Sau đó thì những tên địch đều bị bắn chết. Khi mọi người còn chưa kịp hiểu gì, đi ra từ đống đổ nát của bom đạn, thì một người đàn ông xuất hiện. Anh là người lính đánh thuê hàng đầu Booker, chuyên chiến đấu một mình, và cũng là một người bạn cũ của Bernay nhiều năm trước. Booker nói với Bernay rằng, những người dân ở ngôi làng phía trước cũng rất căm hận đám người của tên James, vì người thân của họ đang bị bóc lột không thấy ngày trở về, nên nếu Bernay muốn tìm nguồn lực để hỗ trợ, thì có thể đến đó. Nói xong anh liền bỏ đi một mình. Đúng lúc này, thì Cheese cũng đã vận chuyển được bom và súng đạn vũ khí cần thiết đến. Sau đó mọi người cùng nhau nghỉ ngơi, và di chuyển đến ngôi làng mà
Booker đã nói, dù sao thì quân Đông vẫn cứ là có lợi thế hơn, nhưng họ còn chưa dừng xe, thì đã có hàng loạt viên đạn đã bắn nhắm vào bọn họ. Những thành viên trong đội đều núp đằng sau ô tô, đối phương bắn 10 viên thì lệch đi 9 viên rưỡi, toàn chúng vào chỗ đâu đâu không. Điều này khiến cho những thành viên trong đội Expendable cũng phải bật cười, hóa ra là họ lo lắng thừa rồi. Lúc này Maggie đi đến ra hiệu dừng lại. Hóa ra đối phương lại là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, chắc chắn họ cầm súng để kháng cự chứ không phải để chiến đấu. Maggie bày tỏ ý định và nói với dân làng, biệt đội Expendable của họ đến là để đối phó với đám người dêm. Những người dân ở đây thấy vậy, liền bỏ súng xuống và bắt đầu nói chuyện. Những người phụ nữ nói rằng, chồng và con trai của họ đều bị đám người đó bắt đi để khai thác quặng, để bảo vệ những đứa trẻ là con trai ở lại an toàn. Người làm mẹ như họ buộc phải cầm súng lên để chiến đấu. Quả nhiên, bọn chúng muốn thúc đẩy nhanh tiến độ, nên lại một lần nữa tiến công vào làng. Chúng đến đây để bắt thêm người đi, bọn chúng đưa theo cả một tiểu đội. Mọi người nhìn thấy bọn côn đồ này thì sợ hãi chạy trốn. Bọn chúng hiên ngang hống hách cầm vũ khí xông vào từng nhà. Lúc này bọn chúng còn xông vào cả thánh đường. Không ngờ lại bắt được một người linh mục đang cầm theo lư hương, lắc lư qua lại. Thế là một tên trong số bọn chúng liền tiến đến gọi vị linh mục đi theo mình. Nhưng bất ngờ chưa ông già, linh mục này chính là ông thần Chis. Sau đó dựa vào thế mạnh của mình, Chis nhanh chóng hạ gục hết đám bộ sậy này chỉ trong một nốt nhạc. Maggie bên ngoài thì làm bà già đau khổ, chiến đấu hết mình, không tên nào có thể sống sót qua lưỡi hái tử thần của cô. Các thành viên khác của biệt đội tử thần Expendable cũng nhanh chóng đi ra từ các ngõ ngách tấn công trực diện kẻ địch. Lúc này bên tên Jean và Hector về công việc khai thác các phần tử hạt nhân. Tên trùm Jean còn ra lệnh cho Hector và đàn em tiêu diệt bắt và bắn chết hết những người công nhân và dân làng đang có mặt tại đây. Lúc này thì Bernay cùng những người khác đang trên máy bay chiến đấu, trực tiếp tấn công vào khu mỏ, khiêu chiến với đám lính bên dưới. Nhưng lúc này, Bernay chạy với vận tốc nhanh quá, thế là không dừng được. Thanh niên Chis gào mồm lên nhưng cũng chẳng khống chế được. Thế là máy bay của họ bay thẳng trực tiếp vào trong khu mỏ. Sau đó biệt đội Expendable đứng oai như một vị thần bên trên tầng lầu, liên tục xả đạn vào đám lính đang khống chế người dân bên dưới. Hai tên đầu sỏ sớm đã bỏ chạy trước rồi. Không những thế, tên Jin còn ấn nút khởi động bom nổ cho sập hầm. Toàn bộ khu mỏ bắt đầu sụp đổ trên diện rộng. Đội quân Expendable thấy vậy, liền đưa hết người dân dạt sang một bên để tránh nạn. Sau những âm thanh của vụ nổ dữ dội, lúc này mọi người đều bị mắc kẹt dưới hầm mỏ. Ngay khi mọi người đang ngồi tuyệt vọng nhìn ông thần Gunner múa xiếc thì lúc này bức tường bên ngoài đột nhiên bị nứt ra, xung quanh rung chuyển dữ dội. Hóa ra là thanh niên Chen, anh đã khởi động xe khoan đến để hỗ trợ đồng đội của mình. Thế là mọi người thành công đi ra khỏi khu mỏ. Những người dân vô cùng cảm kích biệt đội Expendable đã đưa được người thân của họ trở về. Lúc này một chiếc trực thăng cũng nhanh chóng đáp xuống, hóa ra là Kền Kền Chất, ông cũng đến đây để hỗ trợ đội ngũ của Bernay chiến đấu với quân đội của Jin. Ngay lập tức hai nhóm có mặt tại sân bay. Ngay bên ngoài đã có một cuộc đối đầu kịch liệt. Chết cùng thành viên Expendable liên tiếp cầm súng bắn xả đạn vào đối phương, nhưng bọn chúng vẫn vượt qua như chưa có gì xảy ra. Lúc này bọn chúng xuống xe, cầm vũ khí trực tiếp tấn công đội của Bernay ngay trong sân bay. Các du khách thấy vậy liền bỏ chạy toán loạn. Bernay cùng Chết và Chen cầm đại bác liên tục xả vào đối phương. Bọn chúng cũng không phải dạng vừa, mà liên tục bắn lại áp đảo đội quân đối phương hùng mạnh. Không ngờ lúc này, đám người Bernay cũng nhận được sự trợ giúp của Booker từ trên cao. Lúc này những thành viên khác của Expendable cũng tấn công vào từ bên ngoài. Nhưng không ngờ được, hai tên đầu sỏ Hector và Jin nhân lúc hỗn loạn lại chạy trốn thoát được xuống dưới tầng. Nhưng lại bị Chis bắt kịp, anh liên tiếp động thủ với đám tay chân trước chỉ vài cước thôi, chúng nó đã ngã nằm dẹp xuống mặt đất. Cuối cùng thì tấn công tên Hector kia. Mỗi phát đấm của Chis như là đang trả thù cho cậu nhóc đồng đội Billy vậy. Lúc này Bernay cũng nhanh chóng chạy đến,
không ngờ được lại trực tiếp đối diện với kẻ địch như thế này. Tên Jin bỏ hết tất cả vũ khí trên người mình xuống và đề nghị Burnley cũng vậy, đến nước này thì cũng chỉ một sống một chết, nên hắn ta muốn chơi đẹp. Burnley cũng đồng ý với điều này. Sau đó hai người lập tức lao vào đánh nhau, với võ công và thân thủ không thể nói ai hơn ai được, nhưng không ngờ Burnley lại nhanh chóng bị tên trùm Jin khống chế. Lúc này anh dồn nén tức giận, tên Jin lại lôi con dao mà hắn đã đâm vào ngực Billy ra đến tấn công Burnley. Burnley thấy vậy thì vô cùng tức giận, lập tức lôi giựt một chiếc xây xích dài, sau đó quấn lấy cổ của hắn, rồi siết chặt cho đến chết, rồi dùng con dao đó đâm ngoáy vào bụng hắn ta như cách mà hắn làm với Billy. Cuối cùng sau khi trở về, Burnley liền gửi một số tiền lớn và một bức thư cho vợ sắp cưới của Billy, coi như bù đắp cho cô ấy. Sau đó biệt đội tử thần Expendable cũng lên đường trở về nhà. Ở một bối cảnh khác, họ lại đang cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ mới. Gunner cùng Chis trèo lên cao, sau đó răng dây cắp thép để chuẩn bị. Sau đó thì nhanh chóng nhảy lên trực thăng. Phi công lần này vẫn là Burnley. Những thành viên khác thì yểm trợ ở hai bên, cầm theo vũ khí là khẩu súng máy hạng nặng. Họ bắt đầu tấn công một con tàu đang chở tù nhân ở phía trước. Xung quanh có rất nhiều binh lính. Đội quân Expendable liên tục xả đạn xuống bên dưới để chế ngự. Không ngờ được rằng, đám lính bên dưới thấy không ổn, thì liền khởi động cỗ máy chiến hạm từ bên trong tàu, dưới làn đạn từ trực thăng của Burnley. Chis cùng Tâu nhìn thấy thì cũng vô cùng bất ngờ với cỗ máy của bọn chúng. Đám lính hướng mũi bắn chiến hạm liên tục xả bom lửa về phía trực thăng. Lúc này thì Burnley ra lệnh không tấn công lại nữa, vì con tàu sắp đi qua cáp thép dây mà họ chuẩn bị từ trước rồi. Quả nhiên, con tàu lao với vận tốc bàn thờ, khiến cho đám lính đang bắn bon tay cũng bị ngã ngửa ra xuống đất hết. Cả chiến hạm của bọn chúng cũng bị giật đứt. Burnley tính toán thời cơ, bay gần đến con tàu. Sau đó thả hai người Chis cùng Tâu cầm theo vũ khí tiến vào bên trong con tàu, khống chế được đám lính bên trong, đi vào giải cứu một người đồng đội. Anh da đen môi thâm này chính là Doc. Vì tiểu lý sau nhiệm vụ giải cứu chính trị Trung Quốc thì đã không tham gia nhiệm vụ một thời gian dài, nên họ cần giải cứu người này để thêm thành viên Expendable, làm nhiệm vụ được suôn sẻ. Ngay khi mọi người chuẩn bị rút lui, thì Doc lại một mình chạy ngược lại mà không lên trực thăng, khiến cho Burnley cay lòi kèn. Anh ta nhanh chóng chạy đến phía trước của đoàn tàu, sau đó vặn nút cho con tàu chạy nhanh hơn, rồi nhanh chóng lên trực thăng cùng với đội Expendable. Vào giây phút cuối cùng khi đoàn tàu sắp đâm vào nhà tù, anh cũng trả được thù với tên thống đốc ở đây. Hóa ra Doc cũng từng là thành viên của Expendable. Giống như Chis, anh ấy cũng cực kỳ giỏi trong việc sử dụng phi dao. Nhưng trong một lần thực hiện nhiệm vụ thì anh ấy lại bị bắt lại và ngồi tù 6 năm. Đến đây nhờ thông tin chim ruồi của CIA, anh sẽ bị giết trong thời gian ngắn, nên CIA đã giao nhiệm vụ giải cứu thành viên Expendable cho Burnley. Sau đó họ nhanh chóng đến được khu buôn bán sầm uất nhất thành phố. Họ cần ngăn chặn phi vụ buôn bán vũ khí lớn nhất thế kỷ. Burnley và những người khác cải trang và lẻn vào bên trong. Lúc này Doc đã trấn lột thành công một con xe container để những thành viên đồng đội mình đi vào bên trong trốn. Rồi anh sẽ vận chuyển thùng container này lên bên trên phía căn cứ của kẻ địch. Đồng thời họ cũng phát hiện được vị trí của quả bom nhiệt áp. Lúc này một người đàn ông trên trực thăng đi xuống. Burnley lúc đầu không nhận ra là ai, nhưng khi biết hắn ta chính là tên trùm đầu nguồn chuyên giao dịch vũ khí trái phép, thì sự tức giận trong lòng anh không thể kìm lại được nữa. Hóa ra lão buôn vũ khí này là Conrad, cũng từng là thành viên của Death Squad thời gian trước, nhưng hắn ta đã phản bội đồng đội và lừa Burnley, rồi bắt đầu kinh doanh buôn lậu vũ khí. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, điều này chắc chắn đã khơi dậy lòng căm thù thường trực trong lòng Burnley. Giờ khắc này, anh không còn để ý tới kế hoạch tác chiến. Biệt đội Expendable liền xông ra, cùng với hàng loạt khẩu súng máy trên tay, họ liên tiếp bắn hàng loạt đạn vào đám người bên dưới. Bọn chúng cũng chẳng phải dạng vừa đâu, cũng dùng súng liên thanh liên tiếp bắn trả. Lúc này may mắn, có sự trợ giúp của Hale, anh cầm khẩu đại bác liên tăng tăng bắn vào bọn chúng, để đồng đội mình có cơ hội chạy thoát. Tay chân của tên trùm đó cũng bắt đầu một cuộc phản công điên cuồng. Burnley và những người khác nhanh chóng cướp một chiếc xe chở súng, sau đó lái xe như điên và chạy trốn khỏi bến tàu. Lúc này Hale và Gunner cũng nhanh chóng tập hợp với đội mình, với cú phi cano thẳng vào trong thùng xe tải của Chis. Đám lính truy đuổi từ phía sau vẫn tiếp tục dí đến bung cả đít. Burnley ra lệnh tấp vào lề khẩn cấp, các thành viên của biệt đội tử thần
phải thiết lập súng máy của mình ngay bây giờ mới có thể chống chọi được. Nhưng lúc này trực thăng của tên trùm Conrad lại xuất hiện trên bầu trời gần đó. Hắn ta nhắm ống súng vào Bernay, nhưng sau đó lại chuyển vị trí sang chân của Hale và ngắm bắn một phát vào chân, một phát vào người của Hale, đồng thời cũng thả một quả bom nhiệt áp xuống bên dưới. Điều này đồng nghĩa với việc ông ta công khai khiêu chiến với Bernay. Một vụ nổ lớn đã nổ ra, gần như san bằng toàn bộ bến tàu. Các thành viên Expendable may mắn vẫn còn sống sót nhờ cách nhảy xuống biển, nhưng Hale là người bị thương nặng nhất. Tất cả thành viên còn lại đều nhanh chóng đưa anh lên máy bay, đến bệnh viện cấp cứu. Vì bị thương quá nặng lại chịu áp lực từ vụ bom nổ, nên tình hình của Hale vô cùng xấu. Không thể không nói đến việc người nhà chuẩn bị tang lễ. Bernay tự trách bản thân mình bất cẩn, không bảo vệ được thành viên của đội mình. Anh để lại chiếc nhẫn biểu tượng của biệt đội Expendable, mong rằng nó sẽ mang lại phép màu may mắn đến cho Hale. Đồng thời lúc này, một chỉ huy của tổ chức CIA là Mark cũng đã đến tận bệnh viện để tìm Bernay. Anh ấy nói với Bernay rằng, mình sẽ thay chỉ huy kền chết để giao nhiệm vụ cho Bernay và biệt đội Expendable. Mark nói với Bernay rằng, ông rất thất vọng với hiệu suất thực hiện nhiệm vụ lần này của biệt đội Expendable, và nhấn mạnh rằng, Conrad đã giết chết hai người bạn của mình, nên ông muốn Bernay bằng mọi giá phải bắt sống tên Conrad đó về, vì hắn đã trở thành tội phạm quốc tế, buôn bán đường dây vũ khí vô cùng lớn. Sau đó Bernay liền họp cả đội trong một quán bar, vì mọi người đã vào sinh ra tử cùng nhau, nhưng họ cũng mất đi hai người anh em thân cận là Billy và còn Hale thì chưa rõ sống chết. Bernay lập tức thông báo biệt đội Expendable chính thức giải tán. Anh sẽ một mình thực hiện nhiệm vụ lần này, vì đây không chỉ là chuyện công mà còn có chuyện riêng. Anh không muốn nhìn đồng đội của mình ngã xuống nữa. Sau đó Bernay đến tìm một người bạn của mình là Bonaparte, nhờ ông ấy tìm giúp mình một số cao thủ sát thủ mới, càng sớm càng tốt. Bernay quyết định thành lập đội tử thần mới để thực hiện nhiệm vụ lần này. Bonaparte đưa Bernay đến gặp một cậu thanh niên. Anh ấy tên là Thon, là một bậc thầy hacker. Anh ấy có thể xâm nhập được hệ thống điều khiển trung tâm của Seattle, làm tê liệt cả thành phố. Người tiếp theo chính là Luna, là một chiến binh. Không một người đàn ông nào có thể là đối thủ của cô cả. Chỉ bằng vài cước, đám xã hội đen đến quấy rối đã phải nằm gục hết dưới chân của Luna. Người tiếp theo chính là Mars, một xạ thủ hạng nặng, từ nhỏ đã có tài dùng súng, thậm chí có thể đánh giá vị trí phát nổ của quả lựu đạn. Và thành viên cuối cùng chính là Smiley, là một đặc vụ đã nghỉ hưu. Cuối cùng thì biệt đội Expendable mới cũng được thành lập, các thành viên có đủ yếu tố cần thiết. Tối đó Mark đã tìm đến Bernay về vị trí hiện tại của Conrad. Thời gian cũng không còn nhiều, vì 36 giờ sau, bọn chúng sẽ thỏa thuận xong giao dịch và Conrad sẽ cầm tiền và bỏ trốn. Lần này sẽ có sự trợ giúp từ phía CIA, nên nhóm người Bernay có nhiệm vụ phải bắt sống tên Conrad vì tất cả tội lỗi mà hắn đã gây ra. Cần bắt sống để đưa ra tòa án tối cao. Sáng hôm sau, Bernay chuẩn bị vũ khí và đồ đạc lên máy bay lên đường. Lúc này thì biệt đội Expendable cũ cũng đến để chúc họ thực hiện nhiệm vụ may mắn trở về. Vị trí giao dịch của bọn chúng chính là ở khách sạn phía Tây. Bernay đề xuất với cả đội, khi phát hiện ra mục tiêu thì cần phải cùng nhau tấn công vào phòng khách, nơi mà chúng đang giao dịch, tức là tấn công trực diện. Nhưng kế hoạch này, những thành viên khác thì lại không đồng ý, vì họ rất dễ bị đám người đó úp sọt. Thon lúc này đã đưa ra kế hoạch của mình, rằng anh sẽ là người đầu tiên đột nhập vào hệ thống an ninh của tòa nhà, sau đó tắt tất cả các màn hình, camera giám sát và thiết bị phát hiện, rồi sau đó sẽ đánh hơi cho mọi người, đến đúng giờ. Quả nhiên tên Conrad đã xuất hiện đúng giờ và đi thẳng vào bên trong tòa nhà. Trong khi hai tên đang giao dịch một lô bom nhiệt áp thành công, thì hắn không thể biết rằng, nhóm người Bernay đã bao vây khắp phía. Thon sử dụng máy bay theo dõi, điều tra tình hình bốn phương tám hướng và nhanh chóng kiểm soát lối thoát hiểm xây dựng. Những thành viên khác cũng dưới sự chỉ huy của anh ta nhanh chóng lẻn vào tòa nhà từ mái nhà, giết một nhóm lính canh gác một cách dễ dàng. Sau khi tiêu diệt hết đám tay chân canh cửa, anh nhắm vào đúng thời cơ bọn chúng giao dịch. Thon lập tức cắt điện trong tòa nhà, mọi người đều chìm trong bóng tối. Bernay và những người khác nhanh chóng tấn công trực diện vào bọn chúng. Sau một hồi quân của Conrad bị thương vong nặng nề, hắn ta thấy giao dịch thất bại. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, hắn ta ngay lập tức bỏ chạy, trốn thoát theo lối thoát hiểm. Nhưng cổng sắt ở đây lại được Thon điều khiển từ xa, đóng chặt lại. Cuối cùng thì Conrad cũng bị đội của Bernay túm cổ lôi về. Mọi người vội vã lái xe đưa Conrad trở về trụ sở. Lúc này Bernay nhìn Conrad với ánh mắt căm thù, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thế là anh trực tiếp đấm vào mặt hắn ta mấy cái để hả giận. Thì mọi người ngăn cản lại, nhưng tất cả các thành viên trong đội lại không biết được là đồng hồ của tên Conrad được trang bị hệ thống định vị GPS. Thế nên không lâu sau đó, một chiếc trực thăng đã liên tục bay trên đầu họ. Sau đó bọn chúng ở bên trên thả một quả bom nhiệt áp xuống đúng vị trí xe của Bernay. Lúc này Bernay tỉnh lại bên vệ đường, định tấn công tên Conrad, nhưng không ngờ được hắn được cứu viện từ trên trực thăng. Một vụ nổ dữ dội đã xảy ra,
khiến cho Burnley bị hất văng ngay xuống biển. Biệt đội Expendable mới thành lập cũng đã bị hắn ta bắt về làm con tin. Ở bên này, Burnley cũng trôi giạt vào bờ sông, không ngờ lúc này lại gặp được một nhóm người lạ mặt. Nhìn cách ăn mặc của Burnley, họ đoán anh đã bị sát hại bởi một thành phần nào đó. Họ lấy hết vũ khí ra khỏi người của Burnley, thì Burnley cầm lấy súng, trực tiếp bắn chết bọn chúng ngay tại chỗ. Sau đó Burnley quay lại nơi máy bay phản lực của Expendable đang đậu, gặp được một người trông coi ở đó. Anh liền đưa cho Burnley xem đoạn phim mà tên Conrad đó đã gửi đến, sau đó đưa ra lời khiêu chiến công khai. Lúc này anh không quan tâm gì cả, liền quyết định sẽ một mình đi giải cứu những thành viên khác. Burnley chuẩn bị hết tất cả vũ khí, súng đạn, có cả bom và các thiết bị khác nhau. Ngay khi Burnley đã sẵn sàng để đi, thì lại xuất hiện một người đàn ông là Gango. Anh ta đến gần và đề nghị mình muốn tham gia vào biệt đội Expendable, vì lần trước anh đã bị từ chối một lần rồi. Gango rất mong muốn được trở thành một người lính đặc nhiệm như Burnley và cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dưới sự khẩn cầu của anh ta, Burnley chỉ có thể đồng ý. Khi hai người lên máy bay chuẩn bị cất cánh, Chis cùng những thành viên cũ của biệt đội Expendable cũng đã đứng chờ sẵn. Anh nói rằng Burnley ích kỷ khi chỉ biết đi một mình, liệu có còn sống mà trở về không? Thế là biệt đội Expendable lại tập hợp lại, cùng nhau lên đường. Lúc này Mark cũng chủ động gọi cho Burnley rằng bên phía CIA đã định vị bằng GPS, tìm thấy vị trí của Conrad và những người khác, nên Burnley chỉ cần đi theo hướng đó là được. Không những thế, Mark còn nhấn mạnh, nhắc nhở Burnley không được nóng tính bốc đồng, cần phải bắt sống Conrad. Nhưng điều này lại khiến cho Burnley cảm thấy cáu bẩn. Mark rất lo lắng cho Burnley, sợ anh sẽ không điều chế được cảm xúc. Vì vậy ông cũng đã lên đồ. Sau đó cùng với tiểu lý Chen, cùng ông lên trực thăng, trợ giúp cho đội quân của Burnley. Biệt đội của Burnley đi đến một vùng đất bỏ hoang, vượt qua rất nhiều địa hình. Cuối cùng họ cũng đến được một khu nhà đổ nát. Burnley soi bằng ống nhòm hồng ngoại, phát hiện ra những thành viên của Expendable đang bị treo lơ lửng bên trong tòa nhà. Ngay lập tức, họ từ bên ngoài cẩn thận từng chút đột nhập vào bên trong căn cứ. Xung quanh là sự im lặng đến đáng ngờ. Họ thành công giải cứu những thành viên mới của Expendable một cách dễ dàng, nhưng lại không có ai để ý đến những quả bom đang được gắn ở trên tường. Lúc này chiếc TV bên cạnh đột nhiên được bật lên. Lão Conrad liền nói với Burnley rằng, sau 45 giây nữa, toàn bộ tòa nhà sẽ bị nổ tung. Hắn ta đưa ra lời chào tạm biệt vô cùng khiêu khích với biệt đội Expendable. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng đột nhiên, Thon lại đứng dậy. Anh giật chiếc radar và máy tính từ tay của Gunner, sau đó sử dụng các mã hóa khác nhau. Thời gian bom nổ tạm thời bị chặn lại. Tên Conrad thấy kế hoạch bị thất bại, thì liền lập tức cử binh lính tấn công. Chúng mang theo xe tăng và máy bay trực thăng bao vây xung quanh. Và tệ hơn nữa là thời gian chặn quả bom hẹn giờ chỉ có thể kéo dài được 25 phút. Khi hết thời gian, quả bom vẫn sẽ nổ. Thành viên của biệt đội tử thần đột nhiên lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ phát giác được một số lượng lớn binh lính vũ trang tiếp tục tấn công. Lúc này biệt đội Expendable cũng chỉ có thể trực diện chiến đấu với bọn chúng. Vì chạy thì cũng không đường nào để chạy nữa rồi. Họ cùng nhau cầm vũ khí lên và bắt đầu chiến đấu, chia nhau ra hành động, nhanh chóng bắn những kẻ truy đuổi đang đến gần. Nhưng chỉ được một lúc, họ đã bị xe tăng địch bắn phá liên tục. Burnley cũng bị thổi cho bay cả não. Ngay lúc có một chiếc trực thăng tấn công anh trực diện, đang định xả bom, thì đúng lúc này Mark và đội quân cứu hộ của mình đã lái máy bay chiến đấu đến. Chen cùng với tiểu lý đã cùng nhau lắp súng máy, liên tục xả bom đạn xuống phía dưới và bắn điên cuồng. Quân địch bị thương vong nặng nề. Lúc này Sommelier đơn thân độc mã tấn công quân địch đi bằng mô tô, sau đó chiếm con mẹ nó luôn một cái, lại đúng sở trường của anh. Anh phóng như điên đến vị trí của một chiếc xe tăng, nhưng xu cái lại vồ trượt. Ở trên trực thăng, tiểu lý và Chen chiến đấu vô cùng ác liệt. Bom liên tục xả xuống bên dưới, ông thần Gunner và Tô chấn lột được con xe tăng thì sướng cười như được mua. Lần đầu lái xe tăng hơi bỡ ngỡ, lúc này Doc và Chis cùng nhau hợp tác, hai sát thủ chỉ cần có con dao trong tay là có thể càn quét hết đám địch bằng tay không. Với sự kết hợp hoàn hảo của tất cả thành viên cũ và mới,
họ đều khiến cho quân địch bị thương vong nặng nề. Nhưng không lâu sau đó thì hàng toán xe tăng của địch vẫn thẳng tiến về phía tòa nhà. Burney thấy vậy liền trực tiếp thông báo cho Mark đang lái trực thăng sẵn sàng đón ở trên nóc nhà để mọi người sơ tán lên tầng cao nhất. Lúc này tên Conrad nổi điên vì không thấy đối phương có ai chết cả, hắn ta liền bắn chết hai viên tướng ở đó rồi rời đi. Đích thân sẽ tự tiêu diệt đối phương. Burney yểm trợ cho mọi người lên hết trên tầng thượng khi mọi người cùng lên rồi, nhưng thon theo bộ đàm lại không thấy Burney đâu. Không ngờ lúc này, tên Conrad lại tấn công Burney từ phía đằng sau, khiến anh ngã gục xuống bên dưới. Và tại thời điểm này, tòa nhà từ xa đã bị đánh bom, chỉ còn 3 phút cuối cùng. Hai người vẫn quyết định lao vào nhau chiến đấu đến cùng. Bên này, những thành viên khác vẫn đợi chờ Burney trong lo lắng. Theo bộ đàm, Thon hét lớn rằng Burney vẫn đang đánh nhau bên trong. Vì chiến đấu trong thời gian dài, nên Burney đã kiệt sức. Nhưng khi hai người túm cổ nhau và hất văng ra, cả hai đã cầm được vũ khí. Nhưng Burney lại nhanh tay hơn, dùng thủ thuật xả đạn liên tục của mình bắn vào người của Conrad, đồng nghĩa với việc thời gian cũng đã hết. Tòa nhà bắt đầu nổ tung, nhưng Burney vẫn cố gắng chạy lên bên trên tầng thượng. Toàn bộ tòa nhà bắt đầu sụp đổ dữ dội. Các thành viên của biệt đội tử thần nhìn những tòa nhà bị bom san bằng, nhưng lại không thấy dấu vết của Burney đâu. Nhưng dưới làn khói đen cuồn cuộn, đó chính là Burney. Anh đã nhảy thành công bám vào dây cáp. Điều này khiến cho tất cả mọi người vô cùng vui mừng. Tuy rằng nhiệm vụ lần này không bắt sống được Conrad, nhưng họ cũng hủy được phi vụ buôn bán vũ khí lớn nhất thế kỷ. Không những thế còn tập hợp lại được tất cả các thành viên của biệt đội Expendable, mà không bị sót một ai ngoài chiến trường cả. Kết thúc bộ phim, các thành viên cũ và mới của Expendable cùng nhau nâng ly tại quầy bar. Thành viên mới ai cũng xăm trên người mình chiếc biểu tượng của biệt đội tử thần Expendable. Lúc này Chis cùng với Doc cùng nhau phi dao vào trung tâm. Khi con dao của anh bị dao của Chis chiếm chỗ, bộ phim là tổng 3 bộ của series biệt đội Expendable, tập hợp một đám đông những người lính đánh thuê, đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm hình ảnh mượt mà. Những pha hành động quýnh nhau phải nói là hết nước chấm. Một cảnh nổ súng đấu súng tuyệt vời ở bất cứ nơi đâu, bối cảnh xây dựng đã đỉnh mà dàn diễn viên lại còn đỉnh của chóp hơn. Toàn những thanh niên máu mặt trong làng phim hành động thế kỷ nổi tiếng. Bạn nhận ra được bao nhiêu sát thủ trong bộ phim này nào? Hãy comment bên dưới nha. Và đừng quên để lại một like và một subscribe để đón chờ tập phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.